Ok, xin chào mọi người nha. Hiện tại bây giờ mình đang đứng trước cổng trường tiểu học Tân Điền và mọi người có thể nhìn thấy hai cây phượng trước cổng trường nở rất là đẹp. Và ông bà ta có một câu nói rất là hay nha: đi nhiều thì sẽ biết nhiều. Và mấy ngày gần đây á, mình có công việc nên mình đi cũng hơi nhiều. Nhờ đi nhiều nên mình mới phát hiện ra một cây phượng rất là đặc biệt. Cây phượng này lần đầu tiên mình thấy luôn á, nó không như những cây phượng khác. Những cây phượng khác á nở hoa ra màu đỏ, còn cây phượng này nở hoa ra màu vàng. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cây phượng có bông màu vàng nó như thế nào nha. Và đây chính là cái lý do mấy ngày gần đây mình đi hơi nhiều. Mình đi họp ở Tân Hòa về cái công tác chống dịch Covid. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cây phượng có bông màu vàng. Đó, mọi người có thấy ha, cây phượng có bông màu vàng này rất là đẹp. Cây phượng này á, nằm đối diện trung tâm y tế của thị trấn Tân Hòa, Gò Công Đông nha. Cây phượng này lần đầu tiên mình thấy luôn, rất là đẹp luôn á. Ngày hôm nay bầu trời nó không có được đẹp cho lắm, cho nên cái cảnh nhìn rất là âm u và cái điện thoại của mình nó không được sắc nét. Và hôm nay mình tình cờ mình đi ngang qua đây, mình thấy cây phượng này nên mình quay lại để cho mọi người xem. Chắc mọi người chắc ai cũng biết rồi, chỉ có một mình là không biết thôi. Công nhận cây phượng có bông màu vàng này rất là đặc biệt nha, nổi trội nhất khu này. Những cây phượng xung quanh á bông màu đỏ, chỉ có nó là bông màu vàng, công nhận đẹp thiệt.